Hello, xin chào cả nhà nha, đại gia đình của du lịch Minh Quý. Hôm nay thì Minh Quý giới thiệu với cả nhà mình cái món ăn mà khá lâu rồi Minh Quý không có được ăn. Cái món ăn này thì chỉ có từ miệt Hậu Giang đổ xuống với Cà Mau mới có. Cũng gần như là một cái món đặc sản mà Minh Quý đã phải nói là trên 40 năm rồi Minh Quý chưa có ăn lại. Hôm nay thì tình cờ gặp thì giới thiệu với cả nhà luôn ha, cũng như giới thiệu một hoàn cảnh của cái người bán ở đây luôn ha. Nào bây giờ chúng ta thưởng thức ha, rồi theo dõi luôn nha. Là một món ăn dân dã mộc mạc, mà theo mình quý hiểu thì món ăn này xuất phát từ những dì sẩm, những người Tàu á, người gọi là người Hoa đó. Thì mình mới biết từ nhỏ thấy những người này hay mua chuối của miệt trên để đem về là vú để vừa chín váp thì nướng để bán, cũng là một cái món ăn để gọi là vừa là lúc xưa thì gọi là để là gọi là chống đói nó, còn bây giờ là chắc là để là thành một cái món ăn giống như một cái đặc sản món ăn chơi rồi dân dã nhưng mà đậm đà cái hương vị mộc mạc của người miệt dưới. Tại thành phố Vị Thanh nay ăn cái lại cái món cách đây là gần 40 năm mà chưa ăn nè. Chứ này lấy ăn đi bên ngoài nè. Đó thì đặc biệt chỉ có vùng miền dưới này mới có thôi, miền trên không có. Đó, đây là chuối nướng, khoai mì nướng. Nó là món đặc biệt của vùng miền dưới. Này ăn thử ha. Cái này là chuối mình ở đây là chuối mua ở đâu lại vậy? 4 miếng 10 ngàn. Ngon nha, hương vị cũ. Này là có thể là 40 năm mình mới ăn được cái chuối. Không phải như chuối miền trên. Miền trên là mình phải quấn nếp, mình nướng, làm nước cốt bột bán này kia. Còn chỉ đơn giản là chuối vừa chín tới, lột vỏ ra là nướng. Ở miền dưới này là gọi là chuối nướng là như vậy nè. Không, cứ mua ấy hết luôn rồi hả? Rất là ngon. Quê mình miền trên á, ai có thời gian làm thử này. Núi đã sống từ ở miền dưới cũng rất là nhiều năm cho nên biết cái món này. Hôm nay xuống đây được thấy cái món này ghé vô liền, đang đói đang khát. Ngon quá không? Ngọt ngọt và có mùi thơm thơm của vị mà cháy nướng. Cái này mình hơi chín đúng không? Dạ. Lúc trước hồi đó anh ăn là nó hơi hơi chấm thấm trước. Dạ. Nó ngon hơn đúng không? Hồi đó là cũng hành nghề này bán tại chợ Cà Mau luôn. Em bán mày nuôi hai đứa. Ôi. Đứa không còn một mày. Ồ. Quá giỏi luôn. Được trả làm gì? Cả em thôi có vợ bé lâu rồi. Trời ơi. Năm nay là 12 năm rồi. Trời ơi, dỗ như vậy mà phải bỏ hả? Có cái bọn bé nhỏ là cái này ăn liền luôn không? Đi, ở đó ăn liền luôn anh. Có cái món này là chưa có ăn. Cái đó ngon không? Cái món này là chưa ăn. Vậy là gọi là khoai mì nướng nha. Thử coi. Ngon nha. Ngon ngon nhất đặc biệt là cái là ăn lúc nóng sẽ rất ngon. Cái này là khoai mì nạo với cái gì em? Khoai mì với dừa với đường. Dừa là dừa cái hay là dừa nước? Dừa trái dừa của mình đó, dừa mà lấy cái hay là lấy nước cốt? Lấy cái ha. Lấy cái mình trộn vô luôn cho thấy nó béo quá này. Phải phải rồi, phải rồi. Yeah. Ngồi đó chờ người gặp được cái món kỷ niệm gọi là món ăn kỷ niệm ngày mà mới giải phóng đó. Ngày mà mới giải phóng đó. Trôi dạt gì tới tại Minh Hải hồi xưa gọi là Cà Mau bây giờ là sống bằng cái nghề này, thường xuyên ăn cái này luôn.
gì vậy? Rất là ngon. Rồi quý vị mà ai tới ở đây là đầu Nguyễn Thị Minh Khai của gần thành phố Vị Thanh này là chưa vô thành phố không em? Chưa không? Chưa vô không? Cái sạn vô thành phố Vị Thanh. Cái đường này đường Võ Nguyên Giáp không? À, Nguyễn An Ninh. À, Võ Nguyên Giáp ở kia ha. Nguyễn An Ninh. Rồi đây là đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là gần quá rồi, quần quá là nướng Tây Nam Bộ. Có người em này bán thấy nè, rất là thiệt tình đó. Thấy hoàn cảnh cũng kệ nghe cũng cảm được vui luôn nha. Đây là sự kiên trì, sự cố gắng của người đàn bà, gọi là người phụ nữ Việt Nam. Rồi, ai có ghé đây là ủng hộ quán đi nha. Quán Bình Dân Quán. Đơn giản, hương vị đậm đà mà rất là ngon. Gọi là miền dưới của miền Tây. À, trường này không? Trường gì? Con học bằng trường gì? Trung học Hậu Giang. À vậy ha. Lớp 11 hả? Dạ, lớp 11. Rồi làm thêm hay phụ mẹ ha? Dạ, làm thêm phụ mẹ. Cái cối đó em nói mày là khoảng mấy trăm? Chừng có 300 ngàn gì đó hả? 300 ngàn mà mua không nổi hả? Hôm nay em chưa có tiền, tại vì hỏi em nhập viện quá, hết 2 tuần lễ á. Ờ. Rồi giờ về em mới bán là mấy ngày nay hả? Cái chợ Hậu Giang gần chợ bán đây gần đây không? Dạ gần. Đây xuống dưới khoảng 2 cây số vậy. Ừ. Để anh gặp nhỏ em cái đi rồi chút xíu có gì anh quay lại dù nếu được anh chạy em lại đó anh mua tặng cho cái nha. Dạ. Ừ. Anh đang ngồi cái bên quán chuối nướng nè. Ngồi ngay quán chuối nướng dưới bên, ngồi đối diện cà phê Khánh Ngọc á. Em nói em tên gì? Cái gì gọn? Phạm Thị Gọn. Phạm Gọn nay nhiêu tuổi? Em 39. Có 39 tuổi hả? Dạ. Rồi cái em nhà là ở đâu? Dạ, em ở nhà đây luôn hả? Dạ. Nhà đó đó hả? Dạ. Cái này là nhà mình mua hay là nhà của cha mẹ cho? Dạ, của cha mẹ cho. Rồi đây là cũng như anh em gần luôn ha. Dạ, dạ cái này là của ba mẹ cho chị và em hết trơn à. Chị em để chị mướn hết chứ không có ở hả? Em đừng phần nha. Em đừng căng nha. Em đừng căng. Rồi. Dạ, dạ. Để chờ ăn chú nướng hả? Dạ. 4 mấy năm rồi mới ăn chú nướng. Mưa dữ hả? Dạ, rồi để anh ghé vô nhà đi anh mình chơi xíu rồi anh quay trở lại ha. Dạ, dạ. Rồi không anh trả lại thẳng cái gì cái anh mua anh tặng cho ha. Dạ. Rồi tự anh cố gắng làm. Bây giờ ước nguyện là có cái cối để là thay bột cho nó nhẹ không chút xíu đừng làm kiếm tiền nuôi con. À, cái cối hả? Ừ. Rồi rồi anh đi chút xíu quay lại ha. Trong cái xã hội còn nhiều bộn bề vất vả với biết bao nhiêu hoàn cảnh, có những người dư ăn dư mặc, có những người phải vất vả để tìm miếng cơm ăn, để lo cho gia đình, để lo cho con cái. Thì ở đâu đó cũng còn khá là nhiều mới bắt gặp những trường hợp, những hoàn cảnh trong cái khả năng, trong điều kiện của mỗi người khác nhau. Thì có ai đó cảm thấy mình giúp được cho người thì chen tay, lá lành, đùm lá rách. Nếu mà ai có điều kiện hẳn hoi hơn thì cũng nên chen vai để mà giúp được cho những người cần mình giúp, để cho có cuộc sống đầy đủ hơn, ấm no hơn và thoải mái hơn. Thì ở trong đâu đó xã hội có những ai, những mạnh thường quân, những người có đầy đủ hoàn cảnh sống ung dung, thì nên nhìn và nhớ những cái mà người khác còn kém may mắn hơn mình